Alo, xin chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay thì lại tiếp tục với công cuộc là vừa mới đi làm về. Sau khi tắm rửa và xúc họng bằng nước muối thì bây giờ là đến công việc của Thủy, đó là sống tinh dầu nha. Sống tinh dầu để loại bỏ virus ra khỏi củ họng của mình nha. Và đặc biệt là đang thời kỳ sống chung với dịch bệnh. Đây. Sàng khoái quá, chúng ta sống như vậy là tầm khoảng 10 đến 15 phút nha. Và như vậy là củ hồng của chúng ta cảm giác cả cơ thể của mình thật là sàng khoái, vô cùng sàng khoái luôn các bạn ạ. Đó, và ở đây thì Thủy giới thiệu cho mọi người đến tinh dầu nha. Ở nhà Thủy thì có các loại tinh dầu ở đây. Tinh dầu này là tinh dầu nguyên chất 100%, thì có dạng xịt như thế này, thì chúng ta có một ngày chúng ta xịt một lần thôi, chỉ cần một lần thôi, tại vì giữ lại cái mùi thơm của xả chanh giữ lại vô cùng lâu luôn, nên là chỉ cần xịt một lần vào phòng ngủ hay là nhà tắm hay là phòng khách đó. Như vậy là vừa đuổi được muỗi này, rồi vừa có thể là thơm phòng này, và đi làm về thì chúng ta có thể sống phòng là sống cơ thể của chúng ta để chúng ta loại bỏ được virus và các bệnh về đường hô hấp, phòng được các bệnh về đường hô hấp rất là tốt. Và đó nữa, thì cho vào giọt vào nước nóng. Còn nữa, ở đây thì có một dạng này là dạng dây treo như thế này thì rất là đơn giản. Chúng ta mở ra và cho vào một giọt vào ở đây. Nếu mà chúng ta không có thời gian thì cho một giọt vào đấy nha. Đấy, chỉ cần ướt như thế này và chúng ta treo ở đầu giường thì như vậy là sẽ mùi thơm cả ngày luôn, mà 2-3 ngày chúng ta chỉ cần nhỏ một lần thôi chứ không cần nhiều, tại vì mùi hương của xả chanh lưu lại rất là lâu, mà đặc biệt đấy là sản phẩm nguyên chất 100% nên lưu lại hương thơm rất là lâu đó. Và đặc biệt là bạn nào mà nhà bạn nào có xe ô tô thì một dây treo này trước xe ô tô thì cực kỳ thơm và cực kỳ sạch xe đó, và thơm xe. Và đặc biệt là bạn nào mà chạy taxi hay là Grab thì khách vô cùng thích luôn, tại vì lên xe một cái là cảm thấy xe đó tràn ngập cái mùi hương, mùi thơm của xả chanh mà hoàn toàn bằng thiên nhiên đó nha. Đó, và ở đây là dạng xịt nè. Đó, với bạn nào mà cần để tinh dầu xả chanh hay là cách sử dụng thì inbox cho Thủy nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Thủy. Bye bye.